Rồi, xin chào các bạn. Mình là Ken Ken, còn đây là Tina. Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đúc tượng tay. Thì chúng ta sẽ có hai bước. Bước thứ nhất là làm khuôn, bước thứ hai là đổ thạch cao vô khuôn. Bây giờ đầu tiên các bạn sẽ lấy bộ đúc khuôn. Rồi các bạn sẽ đổ nước vào. Rồi đánh lên. Để ba đánh. Ngước lên, ngước mặt lên cho để nó thôi con. Ngước mặt chắc rồi đâu. Các bạn thật. Để con khoái cho nó đều. Sau khi chúng ta quậy bột lên các bạn nó đều rồi, chúng ta sẽ tiến hành cho bé làm tạo hình cái ngón tay, đút ngón tay vô rồi để đó trong vòng 1 phút 30 giây nó sẽ cứng. Sau đó chúng ta sẽ lấy ra. Rồi con giữ nguyên, đừng có cục cửa nha, giữ nguyên ngón tay nha. Có đau không dạ? Đã không hả? Nó sắp đông rồi đó các bạn. Chúng ta đợi chút xíu nha, 1 phút 30 giây nữa. Để cho nó khô dần. Chúng ta sẽ rút tay ra thì ở trong đó nó sẽ có cái khuôn. Thì cái này nó rất là dễ làm, chúng ta có thể làm ở nhà. Từ từ. Chúng ta có thể làm ở nhà. Các bạn mua bột vậy các bạn tự khuấy lên, các bạn tự bỏ tay vào, các bạn tự đút. Và bé thì độ tuổi nào các bé làm cũng được, từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng cho tới 12 tháng. Chúng ta làm để chúng ta lưu giữ lại cái khoảnh khắc bàn tay của bé. Rồi bây giờ nó chưa đó cứng rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rút tay ra nha. Rồi bây giờ rút tay ra nè. Rồi thả lỏng tay, từ từ rút tay ra nha. Đau không? Tay. Rồi dính tay con luôn trong đây luôn rồi hả? Rồi rút ra nè. Dạ, rồi rút mạnh ra. Trời ơi, dính luôn cái tay trong đây. Rồi rút ra tay ha. Rồi xong rồi. Rồi như vậy chúng ta đang có cái khuôn rồi các bạn. Vậy chúng ta sẽ tiến hành đổ thạch cao vào để cho nó đồng được.